广麦同学知道 stars 嘅咯，不比不雷他们吃得完。咁啊 ，nice to meet you， 我哋明日 thank you so much。Contact the authorities, and that's one of the more tame aspects of our security system. No spoilers. So, you've got my warning. It's not too late to turn around. I just hope that you're certain whatever you're doing is worth it.
go. Let's go. This place is too big. I need support. Drone, for example. Looks like it's necessary to use a drone with this thing. This place needs to be cleaned. And something must be here. What a strange design. Need drone to use elevator. There's something inside, and this glass is fragile. Thank you.
God, this isn't a living creature, is it? This place is so empty. There must be something useful. You've had a rough day. Leave this place while you still can. Erase it from your memory. Move on and forget any of this ever happened. And I promise you, tomorrow will be a better day. Let go. Start play. Where are you, little battery? Oh my gosh. Let go. Lại ẩn rồi này. Có vẻ tự nhiên đã bị lỗi rồi. Ấn rồi này. Thì thường sẽ là đây. À ok. Đây và đến kia. Sau đó thì các bạn sẽ tiếp tục làm nhiệm vụ tiếp trong đoạn này. Và các bạn sẽ phải nhập một cú pin. Và cú pin đó các bạn sẽ lắp vào con tàu này.
và làm sao để các bạn sẽ điều khiển và chạy khỏi tàu, thoát khỏi sự bám đuổi của Captain. Ok. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái thứ tư. Let's go. Play. Và từ cái tiếp theo, let go. Quả rồi, chạy đúng với của ai đâm ra không thể nào có thể dừng lại được. Bởi vì cái tốc độ của từ cái này các bạn dừng lại nó rất là khó luôn. Và tiếp tục nào. Nhìn bức ảnh thì cũng khá là kinh dị. Và không biết vào trong tựa game thì như thế nào. Start game. Ngoài như kiểu Green Mate này. Go back and help the queen deal with all the trouble that damn Jester caused. You can find the nanny to ask about the children. Just go straight and don't stay too long in the dark. The naughty ones have escaped, so you will be in more danger. It's best to always go towards the light. Nhảy lên trên đây và lên trên cao. Ok.
Okay. Oh, hello, Zai. Wow. Không khó đây. Treo, treo và treo. Hình như thiếu một cái gì đó ở đây. Từ cao đây trở sang. Mới kiểu gì đó. Để xem nào. Sinh ngay. Ok, đó là một tựa game cũng khá là hay các bạn ạ. Và mình sẽ vào từ ngày thứ 7 xem như thế nào. Ở đây là một chú gà tần lợn. Gà tần bitch. Ồ, cũng tựa game cũng khá là mượt nha. Cái này có vẻ giống như gà tần bam bam cho tao ăn. Thử xem như thế nào. Đấy nha. Khá giống luôn. Ở đây thì các bạn cần kiếm một cầu pin nữa. Hai cầu pin rồi mà vẫn chưa được thế nào. Trong thủ giác. Gas. Tiếp tục các bạn sẽ đến sâu vào tiếp trong cái game này và bẻ khóa từ cái này nha. Tấn công. Bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Garten Vanguard. Một tựa game giống Garten Bang Bang. Đây các bạn sẽ đi nha.
Oh my gosh.